Theo phản ánh của người dân tại tòa nhà CT2A, CT2B thuộc khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Hải Phát đã tự ý chuyển đổi công năng trái phép tại tầng 3 của tòa nhà. Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh mà chủ đầu tư cung cấp cho ban quản trị tòa nhà này, tại bản vẽ KT07, mặt đứng trục 18-1 thể hiện tầng 1-2-3 là tầng thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục phần thân tại bản vẽ D07 cùng với bản vẽ hoàn công hạng mục hệ thống điện, nước, căn hộ chung cư cao tầng CT02 từ trục 1A đến chính giữa trục 90, tại bản vẽ D07, mặt bằng cấp điện tầng 3 cũng vẫn được thể hiện là tầng thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên trên thực tế, toàn bộ tầng 3 tòa CT2A và CT2B đều chuyển đổi thiết kế thành 24 căn hộ. Tổng cộng tầng 3 chung cư CT2A, CT2B hiện đang có 48 căn hộ. Theo quan sát của chúng tôi, hiện nhiều căn hộ đã có người dân sinh sống. Theo công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư Hải Phát đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở căn hộ thuộc tầng 3 tòa nhà CT2A, CT2B, dự án Tân Tây Đô. Lý do là diện tích thương mại rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu. Do đó, chủ đầu tư đã vận dụng linh hoạt văn bản của Bộ Xây dựng để chia nhỏ căn hộ tại tầng 3 của tòa nhà CT2A và CT2B.